Wendy trang trí bàn thờ mừng sinh nhật mẹ Phi Nhung, dạy con trai làm điều này khiến ai cũng tàn chảy vì xúc động. Sau khi Phi Nhung qua đời, con gái ruột là Wendy Phạm đã mang trò cốt của cô đặt tại chùa để ngày đêm nghe kinh kệ. Đồng thời những người yêu thương cố ca sĩ có thể đến thăm cô mỗi khi có dịp thuận tiện. Trong những ngày cận kề sinh nhật của Phi Nhung, Wendy Phạm cùng các con và người thân đã đến dọn dẹp và trang trí lại bàn thờ cho người mẹ quá cố đi Phạm đã chia sẻ những hình ảnh bàn thờ mẹ ruột được trang hoàng với hoa tươi, nến thơm cùng những món quà được fan khắp nơi gửi về, tỏ lòng thành kính tự nhớ nữ ca sĩ quá cố. Thay vì u buồn sầu thảm, mọi người vui vẻ tươi cười tạo không khí rộn ràng vì biết rằng lúc sinh thời, Phi Nhung không muốn nhìn thấy ai buồn hay khóc vì mình. Hình ảnh đặc biệt gây xúc động là bé Nikolai ôm hôn di ảnh của bà ngoại. Dù con nhỏ nhưng cậu bé được mẹ ruột kể về bà ngoại mỗi ngày, mở nhà của bà ngoại cho nghe quên đi phạm muốn rằng mỗi thành viên trong gia đình cô dù nhỏ nhất cũng đều nhớ và thương đứng sinh thành của mình dù cố ca sĩ đã ra đi mãi mãi